Những ngày qua, showbiz Việt và người hâm mộ chưa hết xót xa khi thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian dài chiến đấu với Covid. Mới đây, loạt nghệ sĩ đã bày tỏ và ôm lại kỷ niệm từng gắn bó với cố nghệ sĩ. Hay tin Phi Nhung qua đời, nghệ sĩ hài Thúy Nga càng khắc ghi hai chữ vô thường trong cuộc sống. Chỉ mới dịp Tết Nguyên đán năm 2020, Thúy Nga đưa con gái đi chụp ảnh ở nhà văn hóa thanh niên và vô tình gặp Phi Nhung cùng các con nuôi. Họ cùng nhau chụp tấm ảnh kỷ niệm, nhưng không ngờ là hình ảnh cuối cùng mà Thúy Nga gặp Phi Nhung. Thúy Nga bày tỏ, các nghệ sĩ chung chén cơm tổ nghiệp, nên dù ít gặp nhau, tôi luôn xem mọi người như gia đình. Mỗi sự mất mát trong lĩnh vực nghệ thuật lại cảm giác bất thần, nỗi buồn trĩu nặng. Phi Nhung bay về trời nhé, sẽ được gặp các cô chú, anh chị em nghệ sĩ trên ấy. Dưới nhân gian này, mọi người luôn nhớ đến giọng hát ngọt ngào của chị. Siêu mẫu Xuân Lan nhớ về lần cuối cùng quay talk show Chuyện Ngại Nói mà Phi Nhung làm khách mời. Xuân Lan bày tỏ, hôm ấy chị đã kể thật nhiều với các con. Chị khoe các con ngoan, nghe lời mẹ. Chị bảo chị sẽ sống khỏe và độc lập, không làm phiền con cái. Giờ chị nhẹ nhàng ra đi, các con hãy sống thật hạnh phúc để mẹ Nhung tự hào về các con nhé. Sau khi chị ra đi, em cũng đóng chuỗi show Chuyện Ngại Nói. Show kết thúc bằng hình ảnh của chị sẽ vẫn còn ở đó. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung còn cùng Xuân Lan và các nhà hảo tâm cố gắng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ quyết định dời vé về Mỹ, ở lại Việt Nam hay đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở. Chứng kiến những việc làm ý nghĩa đó, Xuân Lan rất thương, ngưỡng mộ tấm lòng của Phi Nhung dành cho cộng đồng, xã hội. Ngoài siêu mẫu Xuân Lan và Thúy Nga, MC Nguyên Kha cũng có dịp làm việc với Phi Nhung trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Ấn tượng của anh về đàn chị là sự mộc mạc, giản dị, là chiếc áo dài nền nã và những bản dân ca ngọt ngào. Nguyên Khang còn nhớ, chị có bảo, chút nữa giao lưu em hỏi gì vậy, nhớ hỏi mấy câu dễ dễ thôi nha. Tôi bật cười vì một người phụ nữ với biết bao kinh nghiệm sân khấu và quay hình, nhưng luôn kỹ tính và thiệt tình. Chưa kể trong chương trình đó, Phi Nhung vừa tâm sự vừa rơi nước mắt. Hy vọng của chị là sớm được trở về thăm quen đi, vì dịp Tết năm đó chị không thể sum vầy với con gái. Điều đó khiến Nguyên Khang vô cùng xúc động và nhớ mãi. Nguyên Khang nói, khi dành những điều tốt đẹp để nghĩ và sống vì người khác, chị sẽ sống mãi trong lòng khán giả. Chị ra đi là một sự mất mát lớn của nền âm nhạc Việt Nam, với khán giả trong nước và kiều bào nước ngoài, với dòng nhạc quê hương hùng hậu, bình dị và chân chất. Nữ ca sĩ Minh Tuyết bàng hoàng trước thông tin Phi Nhung về nơi chín suối. Minh Tuyết kể lúc qua Mỹ cuối thập niên 1990, được chị Phi Nhung mai mối, sâu diễn đầu tiên, con đầu phiên, em hát để làm quen, khi nào người ta thấy mình hay rồi, mình muốn cắt xê bao nhiêu mà không được. Trong sâu diễn đó, hai chị em rủ nhau hát song ca, nên Minh Tuyết hào hứng cho tiết mục đặc biệt này. Minh Tuyết kể, tưởng đâu chúng tôi cùng nhau diễn say sưa, nào ngờ mạnh ai người đó hát, rồi tôi lủi thủi đi vào hậu trường. Chị Phi Nhung đã quên mất sự hiện diện của tôi trước sự cuồng nhiệt từ khán giả. Một lần khác, họ hội ngộ ở buổi biểu diễn ở Melbourne, Australia. Không bàn bạc trước, Phi Nhung bất ngờ hát đuổi vì muốn giúp phần trình diễn của Minh Tuyết tròn trịa hấp dẫn hơn. Dù vậy, Minh Tuyết không trách Phi Nhung vì biết tính chị thích thì làm, không suy nghĩ hay tính toán nhiều. Minh Tuyết chia sẻ thêm, em có nói mình sẽ không bao giờ hát chung với chị nữa, nhưng chị ơi, bây giờ chị tỉnh dậy hát với em đi. Chị ơi, chị muốn hát bè, hát đuổi, em chịu hết và không dành hát nữa đâu. Dù định cư ở Đan Mạch, nữ hoàng ảnh bìa Uyển Nhi có dịp làm việc chung với Phi Nhung trong chương trình Dạ Vũ Mùa Thu năm 2015. Uyển Nhi nhớ lại, chị Phi Nhung là ngôi sao đêm đó, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp chị ngoài đời. Dù vậy, ngay trong giờ nghỉ, Phi Nhung đã chủ động bắt chuyện nói với Uyển Nhi, hỏi thăm về công việc lúc còn hoạt động ở Việt Nam. Trước lúc chia tay, giọng ca bông điên điển cầu chúc Uyển Nhi được tổ đãi, tiếp tục con đường văn nghệ. Uyển Nhi vô cùng bất ngờ trước sự thân thiện, tình cảm của Phi Nhung dành cho đàn em trong nghề. 6 năm trôi qua, Uyển Nhi không có cơ hội tái ngộ Phi Nhung, nhưng không bao giờ quên về cuộc gặp gỡ duy nhất năm nào. Người đẹp kể, có lẽ chính từ lời chúc của đàn chị, cô đã gặp may mắn, thuận lợi nhiều hơn trong nghệ thuật thời gian sau đó. Uyển Nhi nhắn nhủ đến Hương Linh nữ ca sĩ, chị Phi Nhung an nghỉ nhé, sau này có duyên tái ngộ chị ở nơi phương trời khác, em và chị sẽ tâm tình với nhau những câu chuyện mới. Ngoài các ca sĩ, danh hài ôm lại kỷ niệm về Phi Nhung, mà mới đây, nhà thiết kế Võ Việt Trung cũng đã bày tỏ những ký ức về Phi Nhung. Là một ca sĩ dòng nhạc trữ tình, Phi Nhung luôn chú trọng và sử dụng áo dài làm trang phục biểu diễn. Võ Việt Trung kể, suốt 25 năm qua, Nhung cứ mặc áo dài, lúc thật đơn giản, khi rất cầu kỳ, theo ý đồ đạo diễn mong muốn. Mỗi khi có chương trình mới, chúng tôi trao đổi ý tưởng rất nhiều qua điện thoại, nhiều lúc đến giữa khuya. Chưa kể nếu ngày xưa Nhung mua một bộ sưu tập trị giá 60.000, 70.000 USD không suy nghĩ, thì sau này cô ấy nói, chung lấy giá vừa thôi nhé, vì Nhung còn dành tiền nuôi các con. Mong Nhung ở đâu đó vẫn làm những điều tốt đẹp như thế cho trần gian này nhé.